Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình với nhỏ đi thăm cái bãi dớn. Ở bên kia người ta dựng chòi để thu hoạch cây thuốc lào kìa. Đông ghê không? Tối người ta ngủ lại đây luôn á. Người ta thức luôn, người ta phơi nè. Thuốc lào đó các bạn. Đó, người ta phơi quá trời luôn nè. Đã nhỏ ha. Quay mặt anh đẹp trai kìa. Đây. Các bạn dớn tôi nằm bên kia kìa, nó nằm bên góc bên kia kìa, nó giờ tôi bắt đầu là đi qua bên đó. Hai anh em tụi tôi đi ra gần tới cái dớn này kìa, đó các bạn thấy không? Nhỏ ơi đi chút xíu thế nào, lên cũng có dắt á, vài con bám vào chân nè. Thấy ngứa ngứa là cúi xuống bóc nó ra. Sao à? Đi hơi khó, bình thường tôi trèo mà cái xuồng ông anh nó không trèo cho nên là phải đi bộ. Tôi đi tới cái giỡn này nè. Đó, họ giăng giăng lưới nè, ông bác ông giăng lưới vào đây rồi. Cá là nó chui vô đây cái cửa này. Chui vô nó nằm trong đây đúng không ra không được. Đó, bông súng là đẹp chưa các bạn. Này buổi sáng các bạn ra nhìn đẹp lắm. Đầm ở đây là thôi rộng bao la luôn. Bởi vậy cá lương người còn nhiều. Đi xuống xem có cá không nhỉ ơi. Nhỏ dở lên xem có cá không nhỉ. Hôm nay anh bệnh à, cảm rồi nè. Nhất lên ở ngoài kia, từ sát ở ngoài kia. Xem có con nào nằm ở ngoài không? Ừ. Cái này là coi như là cá tươi lúc nào cũng có sẵn luôn. Anh em mà bạn bè tới là bắt lên là làm vài món cho anh em nhậu chơi. Có cá không nhở? Kéo lên tre là thấy gì? Lươn hay rắn? Lươn. Lươn phải không? Anh thấy cái đuôi kìa. Không phải, nhấc lên luôn, nhấc lên, sát vô, cầm sát vô. Cầm cái, cái tay phải em cầm sát vô. Chu lúa lên, ừ. Cầm sát cái nữa. Cua hả? Chạy như cá bơi dưới à. Con lươn nè nhỏ ơi. Ủa con gì này? Con lươn, lươn. Con gì á? Con xanh, to thế. Chùa ba ba này. Con gì này? Con gì á? Đâu, xác. Con ba ba nhỏ ơi. Cái con chừng sống, ủa ba đâu không phải không? Con ba ba rùa. Ba ba. Có chừng cái móng nữa nè. Ừ, cái móng kìa. Thôi được rồi, dồn lên chơi đây, dồn lên đây. Rồi xích lên. Rồi xích lên. Con lươn nè. Lươn nè. Ba ba. Từng cái trường. Từng cái trường lên đây. Ba ba. Ua. Anh em. Chưa mảnh rồi nhỏ ơi. Chung máy à, mai máy. Cả ba ba này. Ba 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 ba. Ý con lươn, nó trứng qua. Trứng qua, trứng qua. Lấy cái thùng trên trường ngoài nè. Rồi. Đổ ba ba này. Ba ba con gì đây? Ba ba. Để đồng. Đây, em đổ đây.
Ừ, bà ba. Con cua nữa này, cua càng. Ai chà. Đưa nó chạm hết rồi. Một con ba ba. Con này còn nhỏ đó. Chúng ba con bắt con bự lắm. Nó chừng luôn, nó chừng luôn. Lấy, từ từ. Coi chúng máng rồi. Anh tưởng con cua. Con cua bự dữ hả? Luôn bự nè. Đừng đua đồng, cái đua đồng nha. Khá quá trời luôn. Khá nhỏ. Ừ, được con ba ba là được rồi. Con này cắn đâu đó, con này cắn là coi như trời đánh thả đó các bạn. Đẻ ha. Đua đồng không? Đua đồng nè. Con ba ba nè. Con ba nè các bạn. Cái cổ đó kìa. Nó cắn á. Nó cắn, này cắn đầu lắm á. Ấy, cổ ra. Ôi trời ơi, nó cắn lươn cái gì á. Ok. Đem mình vô mánh rồi đó. Em xuống em gài lại đi. Anh ở đây anh quay con ba ba cho các bạn xem. Lát nữa lên trên quay rõ hơn. Này đầm này lớn lắm các bạn. Lâu cũng hên cái được con ba ba. Con này là nhỏ rồi đó. Được con lươn rồi, lươn này bự nè. Cá quá trời. Cá rô đồng. Rô đồng này ít. Bữa bắt được nhiều. Đây ít rồi. Cua. Cái cổ nó dài ghê ba. Cái cổ ba ba này á thì nó quặp ra đằng sau được luôn các bạn. Còn con rùa á thì nó chỉ đưa lên trước thôi. Ba ba nó cắn ghê lắm á. Cổ dài ghê. Cắn đi cha. Đây mang lên trên đi. Nhìn nhỏ đẹp trai rồi nha. Hôm nay anh ta bắt được ba ba cái đẹp trai hẳn. Ba ba là về mình nuôi ha nhỏ ha. Đẻ ha. Đi. Tụi tôi đi lên trên rồi mình quay cái con ba ba cho các bạn xem cho rõ. Hai đứa nhỏ nha. Được số chiến lợi phẩm rồi đó, giờ lên trên tròi á, tròi huyền thoại. Tụi tôi lên tới tròi có dắt nè các bạn nè, bám vô chân nhỏ nè. Đó, nó bám gì nó hút máu rồi các bạn thấy không? Đó, dắt đó các bạn. Ui trời, đúng quá. Nó bò, để yên tay. Ui, nhìn ổng kìa. Anh dắt đó. Đó, cái nhìn cái đuôi nó đi như sâu đo gan vậy. Em có để im tay, em để im tay ra cho nó làm gì. Nó đi kìa. Giết đi nhỏ. Nè. Già sư già con ba ba nè. Ba ba lúc nãy mới bắt ở dưới bảy giớn dưới nè. Con này cắn là thôi khỏi nói luôn á. Đã ha. Cái chân nó sắc lắm luôn á. Máu như ghê nhỏ ha. Ông cầm lên nhỏ. Chừng móng chân nó. Vậy nhìn nó miệng không? Đó, phóng quá đó. Lương nè. Mở cả ốc rồi đủ thứ luôn. Trời ơi, cái đầu kìa. Cái đầu kìa. Đầu dài kìa. Nhỏ đưa cái tay cắn thử nhỏ. Con này cắn rồi thôi luôn, khỏi nhẹ luôn á.
cái đầu. Được lương, lương thì ngon à. Lương bây giờ nướng nó ống tre thôi, khỏi phải nói. Ba ba chắc để nuôi, năm ba ba còn nhỏ. Chân nó đẹp đâu. Cái móng của nó dài lắm á. Bạn thấy cái móng không? Đó. Cho nó bò ra ngoài luôn coi. Đường này chắc phải 4 lạng. Cái chân nó ghê. Thôi nó bò lẹ lắm. Mày nhìn thấy cái đầu không? Đầu nó rút ở trong á. Xong rồi nó đưa ra ngoài vài khúc nè. Đó, đầu vài khúc đây, đầu dài lắm. Nè. Các bạn xem clip thấy hay nhớ like và chia sẻ clip này cho mọi người cùng xem nha. Bạn nào chưa subscribe kênh mình thì đăng ký để nhận những thông tin mới nhất từ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhỏ chào mấy coi.